Là một hũ măng ớt để dành ăn thôi. Măng ớt này thì nhà nào cũng nên có một hũ nha, vừa ngon mà lại còn làm dễ nữa. Trồng có mấy bụi tre thôi mà mưa xuống một cái là măng nó mọc lên ăn không kịp luôn. Nhớ cái hồi mới trồng ra được chừng một mụt măng là mừng húm luôn. Vậy mà đâu có dám măng đâu, phải dưỡng cho cái bụi tre nó lớn lên. Còn bây giờ á thì phải tranh thủ chặt ăn chứ nếu không là tụi nó sẽ tùm nữa lắm. Mà hôm nay mình học được cái cách chặt măng mới rồi nè. Wow. Chặt cái măng này không những nó mệt mà nó còn ngứa nữa. Mấy cái này nó có lông đâm vô tay đau lắm á. Bởi vậy phải làm ngay một chậu giải khác. Nhà cái gì cũng có trồng nhưng mà không có trồng nhiều. Mà được cái đồ nhà trồng thì không có thuốc, cho nên là ăn mạnh miệng lắm. Hái xong là ăn liền chứ không cần rửa gì hết trơn. Kinh nghiệm sau nhiều lần chặt măng của mình là nên mặc áo khoác nha, để cho đỡ ngứa. Rồi bây giờ mình sẽ xách vô lột nó ra nè. Mà cái lúc lột mọi người có bao tay thì nên mang nha, chứ mình lột tay không á, mấy cái lông này nó đâm vào tay đau ghê. Lột vỏ măng xong rồi á thì mình sẽ chẻ tư rồi bào mỏng như thế này. Bạn nào không thích thì có thể cắt. Sau đó thì cho măng vào thau, thêm nước và muối. Mình sẽ ngâm măng qua một đêm để cho măng bớt đắng. Không biết hả mẹ, cái tỏi giống trái chuối chứ cái bi nhỏ quá. Làm măng ớt thì phải có tỏi ớt. Ở đây mình dùng khoảng 5 củ tỏi nha. Lột vỏ hết như thế này. Phần ớt á thì mình ăn cay không giỏi nên mình dùng ớt sừng không cay. Cả nhà ai mà thích cay hoặc là ăn cay tốt á thì mình hãy thay bằng ớt cay. Sau đó thì mình sẽ cho tất cả vào trong máy xay và mình xay lên. Còn ai không có máy xay á thì mình có thể bầm nhuyễn ra. Măng sau khi mình ngâm nước muối một đêm á, bây giờ mình sẽ vớt ra và rửa thật là sạch cho hết mặn nha. Cho măng ráo thì mình sẽ chuyển qua nấu phần nước ngâm. Ở đây mình dùng 1,5 lít nước, cho vào đây 100g đường với 100g muối rồi nấu cho thật sôi để nguội. Mình sẽ cho vào thố một lớp măng rồi tới một lớp tỏi ớt, làm như thế cho đến khi nào mình hết số măng mà mình có ha. Rồi cuối cùng thì mình sẽ đổ nước đường muối hồi nãy mình nấu để nguội rồi nè. Sau đó thì đóng nắp lại, chỉ cần 5 ngày là mình có thể ăn được rồi. Cái măng ớt này thì phải ăn với cái món gì có nước mà nóng nóng thì mới ngon nha. Đâu vô tình tôi về mẹ thấy anh hai tôi hốt về con cá ngát quá ngon. Mọi người, tín hiệu vũ trụ đã gửi đến chúng ta thông điệp là phải ăn lẩu cá ngát măng ớt thôi. Ở đây thì mình có cắt thêm bắp chuối để một hồi nhúng lẩu ăn cho ngon nha. Mấy bà làm biếng thì có thể mua luôn cái loại mà người ta đã bào sẵn. Rồi mình có thêm cà chua với thơm. Thơm thì ở đây mình dùng nửa trái mình cắt muối. Còn nửa trái thì mình bằm nhỏ như thế này để một hồi mình xào. Cho hành xả vào mình cháy cho thơm. Rồi mình sẽ cho luôn nửa trái thơm hồi nãy mình bằm vào mình cháy lên. Thêm nước rồi mình đậy nắp lại để nó sôi. Nước sôi rồi thì mình sẽ nêm vào đây nước cốt lẩu Thái nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho luôn cái phần nấm rơm của mình có vào. Để một lát ăn không có cần đợi lâu, cho nên là mình cho cá vào trong đây để nấu luôn cho nó chín trước. Rồi một hồi mình sẽ vớt ra, khi nào ăn thì cho lại để cho nó nóng thôi. Quay qua mở nắp cái hũ măng ớt, nó thơm ối rồi hơi luôn. Bây giờ mình sẽ gấp nó ra một cái dĩa ha. Thấy cá chín mà nước nó sôi lại rồi thì bây giờ mình sẽ cho cà chua với thơm vào sau cùng. Mình sẽ nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của mình nha. Thấy cái nước măng ớt nó thơm mà nó ngon quá cho nên mình có cho vào trong lẩu luôn. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho toàn bộ măng ớt vào ha. Bây giờ mình khuấy đều nó lên rồi để nó sôi. Mấy bạn chỉ cần nêm một xíu ngò gai nữa là xuất sắc. Nhìn thôi cũng thấy nó đủ hấp dẫn rồi phải không mọi người? Rồi hôm nay mà mọi người một nồi lẩu măng ớt với gia đình nhà mình nha. Cái nước lẩu măng thì nó thơm ối rồi ôi luôn. Còn cái phần măng thì nó chua chua giòn giòn. Trụng thêm rau nữa, rồi thêm cá tươi nữa, quá sức. Là một nồi lẩu măng ớt này giữa trời mưa thì còn gì bằng nữa. Mấy bạn xiên với rảnh thì làm một hũ măng ớt để dành đi. Cái này mà không nấu lẩu mấy bạn ăn với mì gói thôi thì cũng xuất sắc như cái nách lắm đó nha. Thôi thôi, chào tạm biệt cả nhà đây nha. Đừng quên nhấn theo dõi để xem tiếp những video tiếp theo của mình nè. Bye bye, hẹn lại nha, bye bye.